Dạ, thầy Kim Kiến xin kính chào bà con cô bác. Dạ, kính chúc bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, hiện giờ thì mấy cậu cháu của thầy Kim Thiết đang có mặt ở thủ đô Phnom Penh. Thì Campuchia. Dạ, lúc chiều là mấy cậu cháu đã đi giao hàng cho chị khách hôm trước mà đặt sản phẩm phong thủy của thầy rồi. Chị có dẫn mấy anh em đi uống cà phê. Và sau đó chị có giới thiệu cho thầy cái chỗ này. Thầy cũng có rủ chị đi chung nhưng mà chị ngại mắc cỡ, chị không chịu đi. Rủ đi quay clip chơi mà chơi. Dạ. Cho nên lúc nãy là chị chở ba cậu cháu ra đây, xong rồi tí nữa mấy cậu cháu đi tham quan xong chị sẽ quay ra đây rước mấy cậu cháu về. Dạ. Dạ. Mai mốt bà con cô bác nào ở Anh, ở Mỹ, ở Canada gì á đặt hàng của Thùy thì cũng sẽ đi giao cho, rồi cũng vừa đi ké, sẵn đi du lịch. Đó ngoại. Rồi đi qua đây. Dạ. Ở Anh, ở Mỹ đi giao hơi kẹt ngoài ơi. Dạ. Mai mốt giấy mấy vị khách mở nước ngoài mà ở Anh, ở Mỹ không? Đặt viên kim cương chừng tỷ mình qua bển cái mình giao cái mình lấy 1 tỷ cái mình xài luôn. Dạ. Dạ. Đây là cái khu chợ đêm bán rất là nhiều đồ ăn nè. Ngồi dưới chiếu đã dễ thương quá ta. Nãy em nghe chị nói chỗ này vui lắm mà không biết là đông như thế này. Ôi, ủa cái này là người ta chảy, ai muốn ngồi thì ngồi ha hay sao anh ơi? Mình ngồi thôi. Dạ. Mình đi dọc vòng để mình coi đồ ăn. Chắc hàng quán rồi đó. Dạ. Ồ. Thật ra đồ chiên, đồ ghim. Giờ đây đồ ăn, còn trong kia là đồ. Dạ, ở trong kia là quần áo dài dép á. Đồ ăn chỉ có ngoài này à. Ở đây cũng hải sản luôn. Gỏi cuốn. Như giống như là gỏi Thái vậy. Có nhiều món gỏi cuốn nè. Cậu Tám muốn ăn gì cậu Tám? Cá viên chiên rồi. Để đi vòng đi. Dạ, đi vòng đi để coi cái món nào theo. Này là kem dừa. À kem dừa. Kem dừa. Xíu ăn kem dừa cũng ngon lắm á. Dạ. Đây cũng con em. Em với lại cái này đồ chiên không à? Đồ chiên. Sao giống nhau quá ta, mấy gian hàng bán giống nhau. Dạ, ở đây có hải sản. Ở cùn. Hết ta. Đây chắc. Đây qua đây vòng nữa. Đi vòng bên đây nữa. Đây có nước mía. Mía. Đây. Ủa cái gì vậy? Cái đá vậy ta? Giống cục đá quá anh. Đá mà. Có chương trình văn nghệ đây kìa. Ôi, cái này giống như hội chợ nha bà con cô bác. Chợ. Dạ. Dạ, cool. Hả? Nghe nhạc từ Campuchia kìa. Nhạc Campuchia. Ồ, đây cũng hải sản luôn. Cũng giống nhau hết à. Đồ chiên với đại hải sản. Có lẩu luôn á. Em chị đã biết tiếng Việt mà con cô bác. Ok. Là cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Lỡ nó ngồi đi. Cảm ơn. Chưa, tôi đi vòng vòng một chút. Đi một vòng. Dạ. Dạ, chị đã biết nói tiếng Việt á cô bác. Khách nhiều quá, khách người Việt nhiều. Bé nó cứng gì. Cảm ơn cưng để anh đi vòng vòng cái. Anh gì kìa, biết anh gì kìa. Anh biết anh gì. Anh biết luôn kìa. Ủa cưng hả? Cưng dừa. Cưng người Việt hả? Dạ. Người Việt. Qua đây bán lâu chưa? Em sẽ lẻ đây. Lẻ đây hả? Ba mẹ đâu? Cưng dừa hả? Ba mẹ em bán kem dừa đó nè. Mẹ em bán ở đằng kia. Bán kem dừa. Bán kem dừa ủng hộ em. Cưng bán gì? Ở đây bán đồ nướng, rồi nó đủ Campuchia. Bán giống tay thi gì đó. Cái này của cưng hả? Dạ của em. Bán ở đây dưới đây.
cho dắt đi vòng rồi lại ủng hộ em đó. Cảm ơn. Cưng tên gì? Em tên Kha. Rồi có em nói được tiếng Việt với tiếng Campuchia hả? Dạ được, tiếng Việt Campuchia. Rồi có thường về Việt Nam không? Việt Nam là ba mẹ cưng ở đâu? Tân Biên ở Tây Ninh á. Tân Biên ở Tây Ninh, ba mẹ ở Tân Biên. Dạ. Cảm ơn cưng nhiều nha. Ra đây là gặp người Việt Nam ở Đồng Bên luôn hả? Nhà em ở đây. Cảm ơn cưng. Cảm ơn cưng nhiều. Khu chợ này là khu chợ gì cưng? Khu chợ này khu chợ gì? Chợ đêm ở Phnom Penh, Campuchia. Ở Phnom Penh chỉ có một chợ đêm này thôi hả? Hay nhiều lắm, mà ở đây là lớn nhất. Đây lớn nhất? Dạ. Để giới thiệu. Để giới thiệu để bà con Việt Nam qua đây để biết, để tới đây để ăn uống tham quan. Việt Nam qua nhiều lắm. Dạ hả? Nhiều lắm hả? Ok, cảm ơn em. Ở đây cũng có coi nữa hả? Dạ, đi một vòng đi có gì vậy. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Đồ ăn hình như có nhiêu đó anh Phương ơi. Nhóm nhạc nhảy chưa? Nhảy con nhẹ quá ha. Người ta nhảy cũng dịu dàng lắm. Nhảy có bộ coi. Nó bảo ha. Nhảy về em nhảy được nè anh Thương. Dạ hả? Được ha. Ở giờ được kia có không ta? Ở kia giữa cũng có, ở dưới có cũng có đồ ăn nữa. Ở dưới nhảy mạnh hơn. Anh đang đọc rap hả? Rap. Anh đang đọc rap. Làm nhớ hậu quán ở sau vườn ạ. Thôi là anh em trai này tư vấn thì ăn được à? Tao nói đâu rồi? Mất tiêu rồi. Đâu rồi, gian hàng cưng đâu? Ở đây, dưới đây. Đây hả? Rồi bán sao? Bán mỗi gắp 2.000 hết từ cánh gà. 2.000 ria hả? 2.000 ria. Bò này ngon nè. Em có xài tiền Việt không? Xài, ở đây người ta đổi tiền như thế nào? 500.000 đổi được 20 đô. 500.000 đổi được 20 đô. Không, anh mình có đủ mà. Vẫn em vẫn lấy tiền đô chứ. Em lấy tiền đô, bên đây mình xài bình thường. Ăn một bữa ăn giờ 5 người ở đây no rồi, của em khoảng bao nhiêu tiền? 5 người no hả? Ăn vừa vừa hay không? Ăn mạnh lắm. Ăn vừa vừa phải ăn chơi phải không? Ăn vừa vừa lắm hả? 600.000 vừa. 600.000 hả? Là nhiêu đây đủ tiền mà. Ở đây có đổi tiền. Cái này 20 đô rồi 80.000 này nè, 80.000 chạy 500-600.000 rồi dư. Đủ rồi ha. Dạ. Vậy ăn ha. Rồi dạ. Ngồi đi em giới thiệu. Rồi cái chiếu đi. Sao? Cái chiếu ngồi chiếu sao? Chiếu tao free mà tao tính. Free hả? Dạ. Mà nay nó ngồi hả? Không. Chỗ người ta chia nhà mình ngồi tao tính tiền chứ cái đồ ăn thôi. Anh cầm này đi. Là sao? Tính tiền gì? Ý là mình ăn tính tiền đồ ăn. Tính tiền chứ. Dạ. Không em ngồi nè. Chiếu hả? Dạ. Anh đến coi món đi. Mình coi thực đơn đi dễ hơn. Đây. Coi thực đơn hả? Dạ. Anh muốn lựa ở đây. Coi này hấp dẫn nè. Cái này luộc hả con? Tôm, mực, lòng bò. Này không có cơm mà ngoại ơi. Ông ngoại không có cơm rồi sao ngoại? Gỏi cuốn được không ngoại? Có hủ tiếu mì kìa anh. Hủ tiếu nè. Ngoại nó mua cho ông ngoại. Thấy cái bò hấp dẫn nè. Thích cái bò đó nè. Ăn cái gì cũng được hết. Dạ khỏi đừng có cơm, nước gì đó. Cơm à? Gỏi đu đủ kìa. Gỏi ba kia. Gỏi đu, gỏi ba kia. Đây lòng bò. Lòng bò hả? Dạ, lòng bò hay là thôi em giới thiệu cho anh ăn nè. Cái nào ngon của cưng? Cái nào món nào ngon của cưng? Món đặc sản Campuchia đây nè. Một combo gì nè. 50 ngàn, có 12 đô 5 cách nè. Rồi, 5 cách. Okay. Ăn mấy người vậy? 5 người. 5 người mà ăn này 40 ngàn chạy cái 20 đô à. Một combo nước, một combo lẩu 20 đô vừa ạ. Vậy vừa hả? Chạy ra có 5. Có món này không? À. Không có hả? Có đó nhỏ nhỏ mình nướng. Có món này luôn. Dạ. Một vậy combo đi. Nướng, một combo lẩu. Rồi, okay. Theo em. Dạ. Ok. Vậy đi. Em ăn kem nữa. Sẽ ăn xong rồi đi ăn kem. Của em này bán luôn kìa. Sao ba nó bán, ba em nó bán. Kha. Ông ngoại ăn cơm, con mua cơm, ngoại. Mua cơm rồi đúng, cơm. Mua cơm ngồi được không? Mua cơm mì rồi ngồi cho ăn được không? Có không hả? Có ngoại. Em nó có cơm mì luôn ngoại. Hai chiếu dễ thương á, đây ngồi anh chiếu. Ngoại hơi cấn à. Trời ơi, giờ trời nó có nóng mà ngồi còn nóng ít luôn. Nóng ít luôn. Ngoại ăn cơm giờ. Cảm ơn cha. Cơm xào, mì xào. Dạ, cơm nè ngoại, cơm xào nè. Cưng có mấy anh em? Em ba đứa. Ở đây nóng quá ha. Về giờ mà ngày mình nó nắng á, xong bây giờ này nó cháy nó lên. Người Việt Nam ở đây nhiều không? Nhiều lắm. Nhiều đó hả? 17 triệu không? 7 triệu không? Ở đây là 3 triệu rồi. 3 triệu người hả? Nè 3 triệu rồi. Dữ vậy? Nhớ lộn không? Không nhớ lộn đâu, nhiều lắm. Đâu 3 triệu người Việt Nam đây dữ vậy? 3 triệu hết luôn.
Hết ở Campuchia luôn hả? Rồi mình chú mà cơm xào hay mì xào? Cơm xào đấy. Cơm xào, con xào bò. Ừ. Dạ. Có gì anh tiếp nha. Ok. Anh uống nước gì cũng nhỏ đó. Qua đây nè, mình qua đây nè. Qua đây là ngồi nè. Qua đây ngồi này dễ quay nè. Quay xích đây ngoài. Ôi, nói tiếng Việt luôn hả? Người Việt luôn. Người Việt hay người Cam? Con Lai. Con Lai. Mẹ Việt hay là ba Việt? Mẹ Việt, ba Cam. À. Trời ơi. Cái này nước gì cưng? Cái đó trà tắc thái xanh. Trà tắc thái xanh à? Anh cho nè, trà tắc thái xanh mày uống gì? Trà tắc thái xanh. Rồi nói luôn đi. Dạ, hai đi. Cho nó mát mát đi cho nó. Cái này giống như rau má đó em. Dạ. Trà tắc thái xanh. Trà tắc thái xanh. Cho chị này luôn đi. Ba ly. Ủa không có trà, không có để ý ngoài lửa đó mà sao lại lửa giống thịt vậy? Để đúng đi, vậy không? Thấy đỏ. Thấy đỏ thấy xanh. Trà tắc không thôi anh. Có trà chát, trà sữa, tối. Có mà về Việt Nam á. Về Việt Nam ra bà bảy uống. Bà bảy có bán á. Đây bán món Thái à. Đây. Ờ đây khắp tay luôn, ngồi vui. Đây rồi. Ngồi đông. Đất bơn. Anh ơi. Đây. Anh Khương. Hả? Về hồi hội quán dẹp ghế đi anh Khương. Dạ ngồi vậy hả? Dạ. Chiếu về chạy cho ngồi được rồi. Có một có lý á. Nó không mua ghế tốn tiền hả? Ừ. Ờ nóng lắm luôn rồi á. Vậy là chợ này có nhiều người Việt lắm. Nãy giờ mình đi vòng vòng nhiều người biết tiếng Việt lắm. Hai bếp luôn hả con? Một cái nướng, một cái lẩu. Đưa đầu nướng anh nướng cho. Đây, chia chén cho đi tôi. Đây là bà con bác thân mến. Đây combo. Cá hồi. Ông ngoại cũng lần đầu tiên trải nghiệm vậy. Ở đây là ông ngoại già nhất á. Ở đây á, người Việt sinh sống nhiều con bác cho nên là người ta cũng có xài tiền Việt. Rồi có nhiều hàng quán của người Việt nữa. Và trong menu người ta để tiếng Việt luôn. Mấy đứa nhỏ ở đây nó nói chuyện nghe dễ thương ha. Dạ. Ủa cái này là gì bây giờ? Cái này để chỉ hả? Ủa nó chảy ra vậy hả? Cái đó là nướng luôn. Ủa cái nào bỏ lẩu? Ôi anh ơi, cái này bỏ lẩu anh ơi. Cái này lẩu, cái ủa? Này nướng. Ủa ngược đời vậy hả? À. Tưởng đâu cái đó mới nướng. Cái đó em thấy có trứng đập ra không? Ờ. Có một cái đồ gấp à? Có nhiêu đây à? Ờ. Cái lẩu nước Bình Thiên vậy. Không biết có bún hay có mì vậy không à? Cho chị cái chén đũa. Dạ rồi con cảm ơn. Nhiều người ngồi mà cái chiếu nó ở đây á, là đi hồi nãy là mình Phương vừa thấy là người ta đi túc túc rất là nhiều nha bà con bác. Dạ, phương tiện di chuyển chính ở đây luôn á. Ở đây xe hơi nhiều, đi xe hơi nhiều, xe xịn không à? Xe máy ít. Xe hơi đi rẻ hơn xe hơi bên Việt Nam. Dạ. Ăn cái này xong rồi xíu mình đi ăn kem dừa ha. Kem dừa của hình như của em nó có bán luôn. Của bà nó bán. Dạ. Bà nói tiếng Việt cũng chắc. Vậy. Dạ, à, con cảm ơn cậu. Mày chấm gì ta? Mượn cái dĩa quá. Có đồ chấm không rồi? Nước chấm với nước sốt. Sốt. Nè, có mà. Sốt này hả? Dạ. Lấy cái chén. Rồi. Cơm ngoài. Cho chị mượn cái dĩa để đựng mấy cái này ra.
Con về làng được không? Dạ. Con này nướng luôn hả? Cái này nướng dạ, nướng. À. Cái này nướng cái này đó. Cho chị mượn cái dĩa để đựng thịt chín. Dạ dạ dạ. Không can, không mua cái con. Có một cái đồ gấp hả ta, để mượn thêm cái nữa em nướng phụ. Nhìn hấp dẫn đó. Đi ăn đồ nướng mà ngồi trên chiếu như vậy là lần đầu tiên thì trải nghiệm cảm giác này luôn đó bà con cô bác. Lạ thiệt luôn á. À, xin mượn một cái đem ra một sấp luôn. Ăn nướng là phải ngồi như vậy mới đúng rồi chứ. Dạ. Ăn cơm trước đi. Ông ngoại ăn dĩa cơm đó thôi rồi là no luôn á. No luôn cái gì đó luôn hả? Mà... Này ông ngoại đi Campuchia có cơm ăn chứ đi châu Âu không có cơm ăn. Ở đây càng ngày càng đông. Lúc nãy mình tới chưa có đông, bây giờ thấy đông hơn nhiều lắm. Không. Cái này cũng nhìn cũng dễ thương á. Cái này mày về Việt Nam mà ông ngoại thành nó vô có bãi đất trống trống á. Buôn bán về ngồi trả về ngồi chịu ăn vui lắm. Dạ. Nhưng mà anh thấy lạ không, sao đông người vậy mà cái chiếu nó không dơ. Dạ. Vài bữa tôi cũng thay chứ. Dạ. Em nghĩ là nếu mà nhiều nóng nó phải trời dơ. Em có hai chiếu. Này có chiếu Cà Mau bao qua bán á. Của anh bán chiếu. Tình anh bán chiếu. Lấy à, lấy nước sốt chưa? Đây hả? Sốt này hả? Đây, ở đây. Dạ. Trời ơi, nước sốt gì mà ớt dữ vậy? Ớt không ạ? Quá trời luôn rồi con cô bác. Đúng rồi. Nhìn là thấy cay vậy đó. Không có cay. Không cay không ngoại? Không ạ. Cưng lại cưng mượn cái này nữa thì... Để chị nướng phụ. Chở phụ hỏi khác. Khác là có dấu hiệu khác. Chắc thêm một ít bơ, em thương em thấy nó khô queo rồi kìa. Bơ, dạ. Cái này nướng bằng bơ ha. Nó không có xài dầu ăn. Đây nè. Đây vô cận thì mình hấp dẫn nè bà bác. Thơm quá thơm luôn á. Thơm cận. Này một cái chảo ghe. Cái này giống như là bò nướng của bên mình. Xào đây luôn. Ra. Xào luôn. Bò này nhanh chín lắm. Ăn đi ăn được cơ. Đâu ngoài. Bò này sơ sơ thôi để nó dai. Ăn đi ăn được rồi. Thôi để nướng xong một mớ đi rồi ăn. Rồi ăn đi. Rồi đưa chén này chén đây, chén đây. Tính tiền luôn hả cưng? Dạ. Bao nhiêu vậy em? Hết 16.000. 16.000 ria. 16.000 ria hả? Dạ. Còn một ly đưa chị đó dùm chị. Uống đã khác ghê á. Đã không? Dạ. Đang khát nước mà con cô bác. Dạ, uống ria, cái ly nước ria. Mát lạnh luôn. Uống đã khác dễ sợ. 100 ria. Ở đây thời tiết hơi nóng á, cho nên không có thấy đói mà chỉ thấy khát thôi. Thôi mà nè. Wow. Hình như lửa hơi lớn. Em thấy nó dính. Rất lửa lại hả? Dạ. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Vô. Xin mời bà con bác nha. Rồi. Xin mời. Em chỉ đó luôn. Đây mình sẽ quạt nó vô nhau quý bà con cô bác. Đáp bà con bác nha. Ăn cái gì đây? Ăn miếng thịt bò đi. Chấm này cũng được. Cái này tao bầm gì không thú à. Ủa cay không ạ? Không phải nó không cay mà. Đúng rồi. Không cay. Nó chấm cái này á bạn. Chấm nước này không thường nó không hấp dẫn lắm. Ăn thử, ăn thử. Dạ, để em lấy cái này ra để nó cháy. Lửa lên chưa vậy chút nữa. Còn ấy rồi. Lửa cao quá.
Ủa, rớt thôi, rớt thịt cá nha, bỏ rồi, bỏ nguyên dĩa nó vô luôn. Cái này có cơm trộn vô ngon lắm à. Ở đâu rau. Chắc mình lấy thịt ra kìa, bỏ rau vô xào chung luôn hả? Rau vô nướng luôn. Này giống đậu xào hả? Ôi hấp dẫn quá bà con cô bác. Ôi chết rồi, dưa leo em lộn. Em đùa dưa leo xuống. Thôi, luôn rồi. Như cái này ăn sống em ơi. Đậu bắp ăn sống hả? Đúng rồi, đây ăn sống không ạ? À? Nhưng mà thôi mình ăn chín đi anh ơi. Tầm 7 rồi. Có cái này em là để em lụm ra nè. Khi có nắm luôn. Thôi. Lụm nó dính đậu sống. Rồi, xin mời. Xin mời nghe, xin mời. Rồi. Vô thì ơi. Dạ. Rồi, rồi vô xin mời bà con bác luôn rồi. Tươi, thêm qua đem ngồi đi. Ngồi đó xem ăn. Để em gấp cho. Đường tờ thấu anh trời. Giữa đen hồi rớt mất hết rồi không còn nha. Đưa đây chén này cơ. Quán mật ong. Trời ơi nó đã khép. Quán mật ong bò. Xôi rồi đó. Đây dạ. Cái này ăn rồi chắc là 2 chiếu à. Bởi vì em thấy sao đồ à, nướng đồ lên hết trơn mà chiếu nó không bị dơ. Thôi chắc làm gì nướng rồi. Bé nó nhìn. Coi bé nó coi đứa. Bé đó luôn. Từ từ đi mà ăn đồ nướng xong cái mình. Bé chủ quán đó là ở đây nhiều mà sao nó cũng biết anh ha. Đâu phải ở Việt Nam nhiều đâu. Ở đây cũng coi cơ. Coi bên Việt Nam nè. Coi cũng nhớ Việt Nam chứ bộ. Dạ. Ổng đẹp trai ghê á. Ăn hay thôi. Dạ. Rồi anh tắt góc lửa lại cho nó review từ từ mình thưởng thức. Bớt lửa lại đi. Bớt nhỏ, bớt nhỏ lại cũng lắm rồi. Được rồi. Ăn đi. Rồi. Nước chấm chua ngọt. Thấy giờ mình không cay ha. Dạ. Thấy ớt quá trời em tưởng cay lắm. Thử một miếng ngon. Đi vào sữa. Không lòng. Uống nước là ngon nhất. Chợ đêm này hình như là bán suốt chứ không phải lâu lâu mới mở. Mở ngày. Cái này cũng chín rồi đó. Chỗ này là chỗ của bình dân ha. Dạ. Chín hết chưa? Chín rồi, có đậu bắp chưa chín. Ăn đậu bắp không ạ? Như cái này. Cái này nó vừa giống chia nướng mà vừa giống xào nữa mà con cô bác. Mới đầu là nướng không lát là rồi là xào. Dạ. Giống như ở bên mình là có cái món mà bò nướng phô mai rồi đó. Nướng hàu đó hả? Dạ, bò nướng hàu đó, tựa tựa vậy. Ở ngoài Hà Nội món đó hot lắm à. Đông khách lắm. Dạ. Ngoài Hà Nội.
bò chín rồi đó ngoại. Có điều cực heo chưa chín. Đây có nhiều, có mình ăn này hả? Ta ăn món. Người ta ăn gì hả? Ta ăn món, mình ăn combo. Chín rồi. Ở đây mọi người ăn đồ hải sản với lại mấy cái ghim ghim á. Quê à? Dạ. Mọi người ăn mấy cái đó nhiều. Giờ này là gần 9 giờ tối mà ở đây vẫn còn nóng hực hực vậy bà con cô bác. Để nóng 24/24. Dạ. Không có thấy mát luôn, không thấy gió luôn. Mùa mát thôi. Mùa mới lạnh. Vô mùa mới lạnh. Nắng làm như là nóng nóng làm như ở Tây Ninh luôn. Dạ. Xong rồi nắng như Tây Ninh luôn à. Ở đây là giáp kiểu giáp Tây Ninh đó. Nóng. Nóng dễ sợ luôn á. Ngày hai mà ở nhà mà mới lạnh mà bật 17-18 độ luôn là qua đây chịu không nổi luôn. Ừ. Ăn là ở nhà mới lạnh là 28 độ mà qua em chịu không nổi. Qua đây em còn thấy nóng hả? Ừ, nóng luôn. Tại nó tới 30 mấy độ lên. Anh Hương bình thường đi nắng cỡ nào cũng được, ở máy lạnh là bệnh, mà bây giờ qua đây còn than. Nắng nó có gió. Ôi bức dễ sợ. Ôi bức mà nắng ở trên đầu nó xuống mà ở dưới nó dội lên nữa. Đất nó dùng đất nó cao á. Tại vì không khí buổi trưa là tới 30 mấy 40 độ. Cho nên giờ này nó cũng không có dịu nổi. Chưa có dịu thì tới mai nắng nữa rồi. À. Mình cũng không ở ngoài đường nửa đêm, không biết nó ra làm sao. Chắc là không ngon bằng bột cạp rồi hả? Bé Tươi tính cách mạnh mẽ như đàn ông nha bà con cô bác, không sợ gì hết trơn á. Ừ. Phong cách của người đây là làm gì cũng từ từ mà. Chậm rãi. Điệu múa cũng từ từ. Em bỏ đồ vô lẩu chưa Tươi? Bỏ vô lẩu rồi đó. Lẩu ăn đủ ngọt quá. À, bỏ đồ sống vô trước. Bỏ sống hả? Rút cái cây ra nha. Để cái cây vô luôn rồi. Cái đó còn bỏ sao cũng được. Có gừng bò thì lẩu ngon. Ủa combo mình đây hả ta? Dạ. Đủ combo đây hả? Hết rồi anh. Chắc phải kêu thêm quá. Anh ăn thêm cái gì? Thôi còn lẩu nữa. Thôi để dành bụng đi. Lẩu mà kem nữa. Anh Khương ăn nào? Anh Khương ăn miếng hay là ăn mì? Ăn nào cũng được không? Có mì nữa. Ăn mì ngon hơn. Ăn chín rồi, giờ mình đi ăn phụ. Mình ăn tráng miệng. Em này nói tiếng Việt được nè. Đúng không? Nhìn. Con này, em có Kha hả? Em ruột Kha hả? Không phải hả? Dòng họ hả? Kem dừa, kem trái dừa. Có kem bỏ trái dừa không con? Có. Nhiều trái con? Đây nửa trái là tính chén. Nửa trái là 1.5 đô hả? Mình nửa trái đi ha. Dạ.
chung mày ăn ba trái hả? Mày nửa trái hả? Ăn cho mát. Nửa trái hả? Cho cho bốn chén đi. Nửa trái á. Nửa trái kìa. Đó nửa chén mà nửa trái là tính một chén đó. Ờ. À. Là bỏ vô trái dừa nha. Bỏ vô ly ăn. Bỏ vô ly. Vậy ăn chén đi, ăn chén. Hả? À. Bỏ trái dừa á. Bỏ trái dừa mà cái này múc à, dừa. À múc ra hả? Ai biết đâu. Làm dữ vậy người ta sợ. Có biết đâu. Muốn nước dừa hả? Nước dừa này khuyến mãi. Dừa. Khuyến mãi hả? Uống nước dừa hả? Vậy không nói. Dễ thương hết sức. Này cơ. Ô dừa lạnh ngon lắm nha. Này cảm ơn. Cảm ơn con. Ngon. Ăn kem nổi đâu bé? Đây. Ở đây hả? Ngồi ngoài chiếu được không? Ngồi vô ngồi đi. Vô đó ngồi. Ngồi chiếu được mà. Ngồi chiếu được không cần? Chiếu hơi chèn đó ngồi chỗ này dễ ngồi. À. Ngồi ngoài đây ngoài dễ ngồi hơn. Này có cũng nhiều vị lắm nè. Vị này vị sầu riêng nè. Vị này bông gòn gì đó. Sô cô la. Này là trà xanh đi vậy ta. Ghét trà xanh lắm. Ghê trà xanh. Vị trà xanh. Không có trà xanh. Này khoai môn đó nha. Có mấy vị cân? Ủa cái thùng này đi. Dựa vô nó tuột. Nó bị chạy. 10 vị à. Này chắc em dừa quá. Cái này là 1 đô rưỡi. 1 đô rưỡi một một phần à. Ủa lấy lộn lộn hay ai muốn lấy gì đấy em? Pha cho. Pha. Để nào dừa ra kìa. Lắc bỏ bỏ lại không? À bỏ vô đó. Đó, bỏ dừa vô đó. Dừa này nó nạo ha. Dừa nạo luôn. Dừa này ngon ăn được. Để đây ha cưng. Để đó để em bỏ. Anh có ăn cái kem dừa ở ngoài cưng, cưng là người Việt hay là người Campuchia? Em là người Lai á. Người Lai à. À. Ba hay là mẹ là có mua Việt? Lai từ bà nội. Bà nội người Việt hả? À. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 18. Lai bà nội mà nói tiếng Việt là cái đây nhiều người Việt á. Ờ. À. Cho nên mà người nhiều Việt nên nói tiếng Việt tốt. Để lấy cái này nha chị. Cái đó bị gì cơ? Bị chanh. Chanh á, bị chanh chứ không phải bị trà xanh đâu. Ờ. Thôi vậy em cứ lấy lộn xộn. Em làm pha cho 4 chén. À. Em không thích cái mùi bánh cha. Dạ. Một chén như vậy là mấy viên em? 3 viên chị. Nó có chén này chén kia mình ăn, mua chén nào mình ăn. Mày mấy giờ nghỉ con? Thường thường bán 11 giờ mấy. Cưng có đi học tiếng Campuchia không? Em nghĩ lâu rồi. À, Cưng biết tiếng Campuchia không? Biết. À. Cưng học tới lớp mấy Campuchia? Em học tới lớp 5 là mình. À. Ra đi làm. Ra làm phụ ba mẹ rồi. Dạ. Ủa, Cưng bán ở đây bao lâu rồi? Cưng bán đây cũng được 6-7 năm rồi đó, bán ở đây. Mà cái đó là chị em bán. Cái này em bán phụ hay là em bán cho em? Em phụ thôi. Phụ hả? Ăn sầu riêng không? Sầu riêng mua đi. Để lấy lộn xộn lại. Tới đại đi. Sầu riêng mua người ta không ưa ha. Không ưa cái nặng mùi hả? À. Cái nào còn nhiều là người ta không thích lắm á. Cái này với rồi. Cái này. Vị chanh. Chanh sầu riêng nó hơi khó hả? Ừ. Còn cục cái này nữa. Đắt nhất nè. Cái này là gì? Kem dừa hả? Dừa. Kem dừa thì chưa xong. À, chưa xong hả? Biết rồi. Đồ phộng nữa. Đồ phộng với sô-cô-la nữa hay gì? Sữa. Có bắp nữa hả? 6 đô hả? Hết 5.000 cái. Tiền đô nhiêu cơ? Tiền đô à? Ừ. 5.000. 5.000 là 20 ngàn hả?
5.000, 4 chén là 20.000, hết 5 đô. À, ta có 20.000 nè. Quyên không cười. Đêm mai theo dõi phim của mày. Có theo dõi anh ạ? Có hả? Ủa mà. Ờ, cảm ơn bé Mai nhiều nha. Ôi trời ơi. Bé Mai coi cái gì? Dạ. Bé Mai coi cái gì? Coi anh đi quay đồ ăn này nè. Dạ hả? Dạ. Bé Mai chụp hình với anh Khương không? Dạ. Chụp hình không? Chụp tấm làm kỷ niệm đi. Hai được đơn quên ạ. Hai anh em, hai chị em hả? Không, người quen biết làm chung. Quen biết hả? Đang quen biết hả? Đang tìm hiểu nhau hả? Dạ, không có tìm hiểu. Không có tìm hiểu hả? Không có tìm hiểu anh. Không có tìm hiểu nhau, tại vì là quá hiểu nhau rồi. Gặp, gặp chết. Đây là tôi. Ngồi đây đi cưng. Cưng sàn chứ không kính cho bà coi. Ngồi đâu cũng được à. Ngồi hỏi thích thì ra ngồi với mấy anh Tây kìa. Làm quen rồi luôn. Kiếm rễ tay. Đây. Ồ, cô Phương vừa không dọn đấy là có gì chocola với dừa với gì đó. À, không, này bao này cái gì? Bếp của ngoại là nhiều màu sắc quá ăn. Hơi bông cái gì nè. Ừ, hơi bông không? Không biết cái gì này vậy. Ngon ghê. Bông gòn. Ngon không vậy? Ngon. Của con cũng có sầu riêng nữa nè. Với dừa với lại hơi môn. Ừ. Dừa. Hơi ăn quá lạnh quá. À, 5.000. 5.000 một phần gì? 5.6 30 phần. 30.000. Úc, ok kìa. Em giao em thì người ta vận chuyển không? Dạ. Chuyển pháp nhanh. Không, nhưng mà cũng hạn chế lắm anh ơi. Dạ. Nói chung là đồ giá trị em cũng trị qua không, không, không. Dạ. Thật bảo hiểm mà. Dạ. Tại cái thời gian vận chuyển nó hơi lâu quá. Tại cái này kế bên nó sẵn dẹp đi luôn. Dạ. Chưa. Rồi gần đơn hàng lớn lớn mà mình đi nhắm đủ chi phí thì mình đi luôn, mình giao luôn. Còn như ở bên Mỹ bên đồ đâu có đi được. Gửi ship thì mất cả tháng cũng hồi hộp lắm. Cái này đi coi như mình đi kết hợp đi chơi mà. Dạ. Chứ còn để đi vậy mà đi giao hàng là bán mấy vòng tay lỗ hết một. Bán là lấy vốn lấy lời là cũng chưa đủ nữa. Chỉ phí chuyến đi nữa. Ừ, trời. Lâu lắm anh còn không có đi nước ngoài. Mấy anh chị cũng đủ đi Mỹ đi Anh rồi nhiều lắm á. Canada nữa. Hồi giờ đi qua Mỹ gặp mấy anh chị chắc mấy anh chị thương mừng lắm. Nhưng mà chưa có lý do để đi. Không lẽ giờ đi không không không? Thôi vậy đợi em. Không có lý do. Đợi anh chị nào bên Mỹ đặt cái đơn lớn lớn ha. Rồi mấy anh em mình đi. Thôi còn 8 theo tiếp. Hồi đó anh đi nước ngoài đó là đi hội chợ nội dung. Đi qua đó, ngành ngày nào cũng có hội chợ, ngành truyền thông giải trí cũng có hội chợ. Ở những hội chợ đó có rất nhiều công ty truyền thông nổi tiếng thế giới và có rất nhiều đài truyền hình nổi tiếng trên thế giới. Có những gian hàng đó. Tới đó mình lại mình coi mấy chương trình để mình mua. Em sẽ qua bển. Em sẽ gặp nhiều công ty truyền thông sản xuất những cái format lớn như là ví dụ thần tượng âm nhạc hoặc là giọng hát giọng hát Việt á, mấy đơn vị sản xuất á, hoặc là Việt Nam Got Talent đó, mấy cái Got Talent nữa, mấy đơn vị sản xuất á. Ở đó đi quân hay đi và mua mấy cái chương trình nổi tiếng về làm lúc mà mình chưa có kinh nghiệm á. Chưa có kinh nghiệm sáng tạo nội dung á. Sau này thì mình có kinh nghiệm mình sáng tạo, mình làm những chương trình nó phù hợp với bà con mình á. Cái dừa này ngon quá anh Phương. Ừ, cái dừa không? Cậu Tám ăn ơi, cậu Tám. Thôi. Ngán.
Nãy trả tiền rồi không? Okay. Ăn thêm nữa hả? Nói ăn nữa không? Cứ đầu đi lẻ chứ. Được thôi, cảm ơn bà con bác ha. Dạ. Dạ. Mấy cậu cháu xin cảm ơn bà cô bác đó. Xin chào quý vị. Dạ, xin chào tạm biệt. Dạ, kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Mai, hẹn ngày mai gặp lại. Hẹn ngày mai gặp lại.